Hiện tại thì giá lợn hơi tại miền Bắc đều tăng rải rác so với cuối tuần trước, mức cao nhất là 80.000 đồng 1 kg. Trong khi đó thì tại thị trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì giá lợn hơi tiếp tục lặng sóng. Tại miền Bắc, tỉnh Phú Thọ giá lợn hơi tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg, ghi nhận ngưỡng cao nhất khu vực là 80.000 đồng 1 kg cùng với Hưng Yên và Hà Nội. Tương tự, sau khi tăng 2.000 đồng 1 kg, Ninh Bình giao dịch trên mốc 79.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 77.000 đến 80.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên, mức giá cao nhất là 78.000 đồng 1 kg, có mặt tại tỉnh Thanh Hóa. Theo sau là tỉnh Nghệ An với mốc 77.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực giao dịch ổn định quanh ngưỡng 74.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay duy trì đà tăng ở một vài địa phương, bao gồm các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, An Giang và Hậu Giang, cùng tăng 1.000 đồng 1 kg, lên mức 75.000 đồng 1 kg. Đồng Nai hiện ghi nhận mốc cao nhất ở khu vực 76.000 đồng 1 kg. Chính phủ Lào đã ra lệnh tạm cấm nhập khẩu hải sản từ Thái Lan từ cuối tháng 12 năm 2020 do lo sợ ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 cho đến khi hai nước tìm ra biện pháp đảm bảo sự an toàn trong việc xuất nhập khẩu mặt hàng này. Và đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh hải sản của Việt Nam khi mà các doanh nghiệp kinh doanh hải sản của Lào đã nhanh chóng chuyển hướng và tìm kiếm nhà cung cấp đến từ Việt Nam. Trước kia, hải sản Việt Nam được người tiêu dùng tại Lào ưa chuộng vì tươi ngon nhờ quãng đường vận chuyển ngắn. Tuy nhiên, chưa thể cạnh tranh với hải sản Thái Lan về giá cả và phương thức thanh toán. Việc thay thế hoàn toàn hải sản nhập khẩu từ Thái Lan sang Việt Nam khiến cho chi phí của đa số các nhà hàng hải sản tại Lào tăng thêm từ 15 cho đến 20%. Do vậy, việc chuyển hướng thị trường nhập khẩu hải sản tại Lào là cơ hội để hải sản Việt Nam thâm nhập mạnh hơn vào thị trường này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội này như thế nào và có cách tiếp cận thích hợp ra sao để hải sản Việt Nam có thể cạnh tranh với hàng hải sản Thái Lan tại thị trường Lào đang là vấn đề cần được triển khai ngay tại lúc này. Thưa quý vị, với cách khắc chữ độc đáo cùng tuổi thọ lưu giữ được lâu thì dưa lưới khắc chữ đang trở thành mặt hàng được nhiều người lựa chọn trưng bày trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới. Dự kiến trong dịp Tết cổ truyền, Hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp sẽ cung cấp 180 cặp dưa lưới sạch khắc chữ cho người tiêu dùng với giá bán chỉ 400.000 đồng một cặp. Hiện các nhân công của hợp tác xã đang tất bật chăm sóc, hỗ trợ cho cây dưa lưới thụ phấn để tạo ra những cặp dưa lưới to tròn, đồng nhất, đẹp nhất. Ngoài khắc các loại chữ thư pháp mang ý nghĩa may mắn trong dịp Tết như tài lộc phú quý, hợp tác xã còn khắc logo, họa tiết theo ý khách hàng. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020, các địa phương đánh giá, phân hạng và công nhận 3.200 sản phẩm, vượt 800 sản phẩm so với kế hoạch đề ra. Hội đồng OCOP cấp quốc gia đang tổ chức đánh giá, phân hạng và xem xét xếp hạng 43 sản phẩm 5 sao. Trong chuyến làm việc mới đây tại tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định nếu tổ chức sản xuất tốt, khai thác lợi thế thì nhóm sản phẩm cấp tỉnh cũng sẽ trở thành hàng hóa trăm triệu đô và tiến tới tỷ đô. Ngoài phát triển diện tích vải, những năm qua tỉnh Bắc Giang đã chủ trương đa dạng hóa các loại cây ăn quả. Cụ thể đã có 90.000 ha diện tích trồng vải được chuyển đổi sang phát triển diện tích cây có múi khác. Tổng diện tích cây có múi được quy hoạch hiện nay vào khoảng 52.000 ha, trong đó chủ yếu là diện tích cam, bưởi. Cây ăn có múi thì mình trồng ra là không phải là để tiêu thụ trong tỉnh mà là để mình xuất khẩu và tiêu thụ ở các cái thị trường ngoài tỉnh. Chính vì vậy là chúng tôi đặt tiêu chí là đã trồng là phải đạt cái tiêu chí an toàn, để chuyển dần theo hướng hữu cơ để bảo vệ cái đất đai cũng như là đưa cái quả vải có thể đi xa được hay là cây ăn quả đi xa được. Làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vào ngày 3 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, cả nước hiện có 3.200 sản phẩm OCOP, trong đó chủ yếu là nông sản. Với tỉnh Bắc Giang, đã và đang khai thác tốt các sản phẩm lợi thế cấp tỉnh như trái vải, cam, bưởi. Đây cũng là tiềm năng mà 63 tỉnh thành cần khai thác phục vụ nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu. Mỗi tỉnh có một đặc thù, có những nhóm sản phẩm mà chỉ những tỉnh đó mới có, hoặc là chỉ có những tỉnh đó thì cái chất lượng nó mới ngon nhất và giá thành nó mới hạ nhất. Hiện nay rất mừng là đã có 3.200 sản phẩm OCOP, trong đó thì có một bộ phận lớn là nông sản.
chứng tỏ Việt Nam rất đa dạng sinh học, rất đa dạng giống cây trồng vật nuôi, rất đa dạng văn hóa. Cả 30 sản phẩm này đều phải đồng bộ phát triển. Có như vậy chúng ta mới khai thác được tiềm năng lợi thế của một đất nước kéo dài 10 năm vĩ độ. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, tuy có nhiều tiềm năng phát triển các loại cây ăn quả phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, song vẫn còn những tồn tại, nhất là khâu giống, khi chưa có bộ giống đạt mức tiên tiến so với thế giới và khu vực. Do đó cần sớm tập trung phát triển giống sạch bệnh, tốt nhất để các vùng miền lựa chọn và đưa vào sản xuất. Và để có cái nhìn rõ ràng hơn về tiềm năng phát triển của các sản phẩm chủ lực của các tỉnh thành trên cả nước, ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi nóng qua điện thoại với ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. Xin được nhờ trường quay kết nối với khách mời ạ. Đối với chương trình OCOP, để thực sự chúng ta hình thành được 3.500 sản phẩm mà cái giá trị gia tăng nó hướng tới, hiện nay chúng tôi tính một số địa phương như là ở Quảng Ninh, như là Quảng Nam, thì đã có những cái dòng sản phẩm là doanh thu một năm lên tới 1 tỷ. Thì như vậy chúng ta nhân ra thì để làm sao chúng ta phát triển tới cả một cái ngành OCOP lên tới tỷ đô thì tôi nghĩ là chúng ta phải đi vào chiều sâu, đi vào chất lượng, đi vào giá trị gia tăng. Vâng, có thể thấy là việc đưa sản phẩm cấp tỉnh trở thành mặt hàng tỷ đô thì không phải là bất khả thi, tuy nhiên thì cũng không hề là đơn giản. Theo ông, khi mà triển khai mục tiêu này thì chúng ta sẽ phải vượt qua những cái khó khăn và những rào cản nào, đặc biệt là về nguồn giống cây trồng sạch bệnh ạ? Đối với nhóm sản phẩm đặc sản của từng vùng miền thì chúng ta không thể phát triển một cách ồ ạt về mặt quy mô. Tôi nói ví dụ như hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm đối với một số cây của. Thì ví dụ như đường thốt nốt chẳng hạn, phải 20 năm chúng ta mới trồng được cây thốt nốt để tạo ra, để làm được. Thì chúng ta có muốn phát triển quy mô thì chúng ta không thể làm nhanh được. Thì như vậy ở đây đối với cái sản phẩm OCOP thì một trong những cái hạn chế ngay từ đầu đó là chúng ta không thể phát triển nhanh và nóng các vùng nguyên liệu, mà chúng ta phải đi tập trung sâu vào chất lượng và giá trị gia tăng. Vậy ông có thể chia sẻ về các giải pháp để chúng ta có thể thực hiện hóa được mục tiêu này ạ? Cái quan trọng nhất là cho các chủ thể ứng dụng được khoa học công nghệ để có thể thay đổi được cái sản phẩm thông thường, để thực sự nó tạo ra những cái giá trị gia tăng mới, để thực sự các cái sản chủ thể có thể phát triển những nhóm sản phẩm mới. Mặc dù cái vùng nguyên liệu của chúng ta không tăng, nhưng chúng ta sẽ làm tăng thêm cái giá trị đó lên gấp nhiều lần. Thưa quý vị, với các địa phương, tỉnh thành miền núi phía Bắc nước ta thì mỗi khi mùa đông tới là hầu hết bà con nông dân lại rơi vào cảnh nhàn rỗi kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Ruộng nương thì bỏ không, thiếu việc làm, thu nhập cũng không biết trông vào đâu. Thực tế này đã diễn ra trong nhiều năm. Nhưng một số năm gần đây thì nhờ vào sự hỗ trợ của các dự án giảm nghèo, hàng nghìn hộ nông dân của các tỉnh này đã có được việc làm và có sinh kế ổn định. Mà cụ thể đó là tại tỉnh Bắc Cạn. Ngay trong những ngày mùa đông như thế này thì các mô hình chăn nuôi đại gia súc, sản xuất cây rong giềng và chăn nuôi theo chuỗi giá trị vẫn đang phát triển và mang lại thu nhập ổn định cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Hàng trăm hộ nhờ đó đã vươn lên thoát nghèo. Gia đình ông An là hộ cận nghèo thuộc thôn Nà Nẩy, xã Bộc Bố, huyện Bắc Nậm. Nhà ông đang nuôi 6 con bò vỗ béo. Trước đây cả nhà chỉ trông vào 2 con trâu và chỉ chăn nuôi theo hình thức thả rông. Cả năm mới thu được gần 20 triệu đồng. Nhưng nay, khi được vay vốn hỗ trợ từ dự án CSSP, dự án hỗ trợ nông hộ sản xuất kinh doanh của tỉnh Bắc Cạn, ông đã mua thêm 4 con bò vỗ béo. Cứ 4 tháng, ông bán một lứa, thu về hơn 10 triệu đồng. Mỗi con mình lấy tầm 20 triệu thì mình bán ra cũng tầm 25-26 triệu. Vâng, có con thì mình lấy tầm 30 triệu mình cũng bán được hơn 40. Trồng cỏ, chăn nuôi châu bò vỗ béo là một trong những mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được cho là phù hợp với điều kiện tự nhiên tại huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn. Thông qua tổ hợp tác, việc quản lý, giám sát và hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật của các hộ nghèo có vay vốn của dự án CSSP được thực hiện nghiêm túc, từ đó giúp bà con vừa quản lý tốt nguồn vốn vay, vừa đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Trong quá trình xây dựng để thành lập nhóm ấy, thì mình cũng được cán bộ xã quan tâm thì cũng cho đi tập huấn về cách chăm sóc. Thấy là có cái nguồn vốn này nó thật sự là hữu ích, hỗ trợ cho các thành viên có nguồn vốn nhất định để hỗ trợ cho hội viên được
có cái nguồn thức ăn và nguồn giống. Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp vốn, dự án còn hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các hợp tác xã chế biến, từ đó đảm bảo tính bền vững trong sản xuất, kinh doanh cho cả bà con nông dân và các hợp tác xã. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, ông đưa một loại giống thôi, chứ mỗi người nhiều loại giống có khác nhau thì nó lại cái chuyện nó là thu mua mùa vụ khác nhau. Và làm cái việc đó thì chúng ta mới có số lượng và chất lượng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu của hợp tác xã. Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ được Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế IFAD tài trợ tại tỉnh Bắc Cạn với tổng kinh phí khoảng 37 triệu đô la Mỹ, triển khai tại 37 xã nghèo thuộc các huyện Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn, Bắc Nậm, Bạch Thông. Với việc phát triển chuỗi giá trị sản xuất, những năm qua đã đáp ứng nhu cầu thực tế của các nông hộ, các tổ hợp tác và hợp tác xã. Từ đó, không chỉ đa dạng hóa các sản phẩm của chuỗi ngành hàng nông sản, mà còn giúp các sản phẩm của chuỗi giá trị được duy trì ổn định, có cơ hội để phát triển quy mô sản xuất, tạo thêm sinh kế và tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo, từ đó vươn lên thoát nghèo.